Nè, qua đây nè. Thì ra rửa hình nói nửa tiếng là nửa tiếng, sớm một phút cũng không được nữa. Coi cháu kìa, đi thở hồng hộc à. Nè, uống ly nước đi. Cảm ơn, cảm ơn. Anh anh. Trà chanh lạnh đi. Dạ. Cảm ơn. Chứ họ giống như là mẹ hiền con hiếu thảo vậy, làm con ganh tị muốn chết. Nè, không phải chuyện nhỏ như vậy cũng ganh chứ. Con không có ganh đâu, con là người rộng lượng. Lúc nãy người đó tới. Alo. Có phải Gia Kiệt không? Dạ phải. Chú là chú Vinh nè. Dạo trước cháu nói muốn tìm người tên Lý Bách Giai phải không? Má nghĩ chắc là má phải đi thiệp cái vali đâu rồi. Đúng không? Chú có đồng nghiệp cũ có chú tên. Chú Vinh à, bây giờ cháu đến tìm chú, gặp mặt rồi nói tiếp có được không? Không có đâu, không cần lắm đâu. Thôi, cái thằng Kiệt này thiệt tình à. Uống trà cần gì phải đặt phòng chứ. Ở bên ngoài là được rồi. Bên ngoài có xe điểm tâm đẩy qua đẩy lại mà. Ở đây không hề có không khí uống trà gì hết. Vậy thì không phải đâu, phòng này cũng sang trọng lắm đó, chị thấy không? Dạ phải, hình như anh nói cùng một người bạn đến. Không biết có phải là bạn ảnh sợ bên ngoài ồn ào hay không? Có lẽ nó biết chị đi đại lục phát triển nên đãi tiệc tiễn chị. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, ăn bữa rồi hãy tính. Nè, vô đây, vô đây. Nè, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Giới thiệu bạn bè cho cậu quen nghe. Tới đây, chú Thắng, Kỳ Lợi, bạn gái của tôi. Còn đây là dì Kiều hả? Cậu là đồng nghiệp của Gia Kiệt hả? Dạ không, tôi ở Đại Lục giúp ba tôi làm nội thất. Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu là cảnh sát. Làm nội thất cũng tốt. Ở Đại Lục chỗ nào vậy? Trung Sơn. Cậu là người Trung Sơn chính gốc? Dạ không, quê của tôi ở Dương Giang. Dương Giang? Sao trùng hợp vậy? Tại sao cậu lại đến Trung Sơn ở? Tâm tư một tuổi rưỡi, ba tôi bán tôi cho người ta. Sau đó ba nuôi của tôi nuôi tôi không nổi. Ba nuôi tôi biết được Đại Lục có một số vợ chồng không sinh được, rất muốn sinh con trai. Vợ chồng đó đã mua tôi về. Từ đó về sau tôi làm con trai của họ, mang họ Quỳnh theo họ. Nhưng họ không có sửa chữ Thông tên tôi. Tôi tên Quỳnh Hiếu Thông. Bấy lâu họ đã giúp tôi giữ gìn bộ quần áo khi tôi mặc lúc nhỏ. Cậu là thằng Thông sao? Phải. Tôi có thể sợ cậu không? Con đúng là thằng Thông. Mà nhớ lúc nhỏ kia con phá vách, đụng trúng đầu. Bây giờ vết sẹo vẫn còn. Má, giọng của con y như lúc nhỏ. Con xin lỗi, con thật sự không biết con muốn nói gì với má. Nhưng mà con biết, thật lòng con rất muốn gặp má. Con có thể gọi má lần nữa không? Má ngoan.